mình đi ăn lẩu dê nha các bạn. Cái món này là vú dê nướng chao. Đây. Cái món này là nó tên là vú dê nướng chao nha các bạn. Rồi giờ bắt đầu giờ mình rửa nước ngọt thôi. Quá hấp dẫn các bạn ạ. Dê nha các bạn, thịt thăn dê nướng các bạn, đã lắm. Nhìn từng món rồi nướng, trời ơi. Để mình xong món này cho mình thử món này các bạn ạ. Để nó chua chua cái giò vô quá nó rụm vô cái lò nó. Hôm nay con sẽ ăn món dê nướng chao. Chú dê nướng chao nha. Nóng nha, nóng nha. Đây là mới thôi, nóng răng một tí. Thì ba nói là phải để nguội nó mới ăn được. Kéo luôn rồi. Nó có sẵn gia vị trên đó rồi đó. Kiểu nó vậy mà em. Cô chú ơi, con ăn rất là ngon nha. Cái mùi nó thơm lắm các bạn, thơm mùi chao nha, không có mặn. Người ta làm, người ta hấp như vậy không có mặn. Thơm cái mùi chao là mặn, kèm với cái mì rau gừng nè các bạn. Mùi thơm cái mùi rau, quá là đã nha. Là chín vậy? Là chín. Rồi nó thơm mà lắm rồi. Anh nói là đúng là cái món nướng á, nó khác cái món nước các bạn ơi. Nước á mình nấu á là nó ra hết chắc rồi. Còn cái món nướng này là các bạn, nó sẽ nằm lại ở đó. Mình ăn cái mùi thường cái mùi nướng á, khói nó xông lên, nó có một cảm giác nó lạ lạ các bạn ơi, cứng ra nó mềm nó chứ. Đây mình cứu lại nha các bạn, các bạn thấy không, mấy cà cà tím nè, muối dê đúng chào mà mình cứu với rau sống ra gần nha các bạn. Đây, mình thử ngon lắm các bạn ơi. Trời ơi, túi vô rồi, chấm cho đã quá. Thơm mùi cao quá, thơm mùi thịt. Cái này em ngon. Đấy là ba cắp bây giờ sống lên, ba ăn cho các cô các chú thấy. Rau này rau gừng này. Kèm với thịt ngon. Nó còn miếng rau mà. Cho thịt vô cái lá đó. Ủa lại ngon. Mình lấy miếng ra. Đây. Mình bứt từng lá để các bạn. Quay nha. Bây giờ là mình không có ăn vú dê nữa. Bây giờ mình cho cái miếng thịt nữa các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ chiêm ngưỡng cái món này như thế nào các bạn ạ. Lá quay qua chỗ ăn nè. Ngon các bạn. Cái món thịt ăn hàng ngon đó. Nó không như thịt heo nha, nó mềm hơn thịt heo mà cái nó rất là cái vị ngọt của nó là lạ. Ăn thịt á, có
vị ngọt, cái thế nó có vị chua chua, mà chấm miếng cao nhưng nó có vị gia vị hơi mặn mặn, ba thứ vị nó trộn đều vô ăn đã lắm. Khi cái món thịt mình nó nướng lên đó các bạn, món thịt mình nướng lên như nào, mình chấm mình ăn vô cái mùi vị nó đã lắm rồi, nó nguyên chất lắm. Nó không có dai như bình thường đâu, nó mềm, nó dẻo, ngon mềm dẻo, ngon, very good. Chưa đâu con, đợi xíu nữa, từ từ ăn không gấp gì đâu. Xin chào các bạn nha, bây giờ tới cái món lẩu dê thập cẩm các bạn. Đây, bây giờ nước nó sôi rồi đó, mình cho rau vô các bạn. Rau này là rau mồng tơi nha. Mình lật vô các bạn, bỏ vô cho nó kịp thời chín. Nói chung là rau này ăn cho tốt cho cái đường tiêu hóa các bạn. Rau ăn rau tốt hết đó. Đây, cải xanh. Mình nhai cái da nó hơi dai dai chút xíu mà một cái nạc ăn ngon các bạn.
có hơi có mỡ đó, nó có này có mỡ nên hơi dai. Đây nó lại nó ngon các bạn. Video mình tới đây thôi nha các bạn, mình ăn cái này muốn lẩu luôn, là ăn cái này mình đi về các bạn ơi. Nãy giờ mình thấy được mấy món rồi, các bạn thử lúc nào các bạn cảm thấy các bạn có thể là đi tham khảo hoặc đi thưởng thức tự cho bản thân mình ha. Thôi tới đây mình xin kết thúc video nha các bạn. Các bạn coi video nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh cho mình nha. Bấm vào cái chuông để theo dõi và mình sẽ nhận được những thông báo những video tiếp theo các bạn. Bye bye, hẹn lại lần sau. Bye bye.